Nơi bạn sinh ra không nói lên bạn là ai. Hoàn cảnh của bạn cũng không nói lên bạn là ai. Cái quyết định bạn là ai chính là thái độ sống trong mọi khoảnh khắc của chính bạn. Trang chọn sống hết mình cho đời sống này, sẵn sàng đón nhận cả lệ lẫn hoa. Ủa, nội, sao nó không có cửa? Ủa, đây là nhà của nội mà. Đây là phòng của cháu của nội mà. Mắc gì vô tôi phải gõ cửa? Dạ rồi, con mời nội ngồi. Nhưng mà sao giờ này nó không chịu ngủ, nó qua kiếm con. Mà nhớ con hả? Ừ. Bây giờ con nghĩ đi. Cháu nội của một gia tộc lừng lẫy có tiếng ha. Giờ tự nhiên nó đi quen một đứa con gái mà thân thế rằng sao tao không biết. Rồi bà nội nó tối có thể nằm mà nhắm mắt mà ngủ ngon không? Nội chưa hiểu Trang mà. Dù sao Trang cũng là người con chọn chứ bộ. Từ từ nó sẽ hiểu Trang thôi à. Hiểu gì? Thì chắc là biện luận là nó là người tốt nữa à. Đó. Không lẽ con chọn mà sai sao? Dạ, mẹ cho gọi con có chuyện gì vậy mẹ? Ủa? Nội đừng nói với con là giờ này mẹ với nội mở cuộc họp cho phòng con nha. Chứ còn gì nữa? Bà nội muốn gặp cái cô gái đó. Bà nội sẽ không bao giờ đồng ý khi mà cháu của bà nội đi quen với một người bà nội không biết thân thế ra làm sao. Mẹ con sẽ là người sắp xếp để cho bà nội gặp cô gái đó, để biết cô ta như thế nào. Một cái đứa mà quen trên mạng, quen lung tung gì mà cũng đòi giới thiệu của tôi này kia nọ nữa. Thôi chuyện này dễ mà. Để con sắp xếp mời Trang về nhà gặp nội như là lời nội nói, được không? Giờ nội không đồng ý chuyện đó nữa. Giờ nội muốn là phải tìm hiểu trước rồi mới gặp sau. Chị Phượng, chị sắp xếp chuyện này nha. Chị làm sao cho tôi biết được cái đứa con gái đó, dù là cháu nội nó mới quen hoặc là nó quen chơi đi nữa, cũng phải có thân thế đàng hoàng mới được bước chân vô nhà mình. Dạ, mẹ yên tâm đi. Con sẽ sắp xếp cho mẹ đi gặp con bé. Nam, con biết nhà con bé đúng không? Hẹn cho mẹ ngày mai gặp đi. Chị sắp xếp càng sớm càng tốt nha. Dạ. Cho tôi gặp liền đi. Tôi muốn cháu nội tôi nó phải giống cái bước sai lầm của cha nó hồi trước. Mẹ, sao mẹ nhận lời nội chứ vậy? Vậy chứ con nghĩ mẹ có thể làm khác được hả? Từ trước tới giờ bất kỳ quyết định nào của bà nội con, mẹ có bao giờ phản kháng được đâu. Ồ, con hiểu rồi. Con xin lỗi mẹ, con không có ý trách mẹ đâu. Mẹ cũng quen rồi. Thật ra từ ngày về làm dâu với bà nội con, mẹ cũng tập cho mình một cái tính là luôn luôn phải chủ động để ứng phó những tình huống khó đó con. Mẹ giỏi quá. Em học ra chưa? Anh qua đón em đi ăn nha. Thôi không cần đâu, tôi tự đi ăn được. Đi ăn với nhau là một trong những dấu hiệu không thể thiếu cho việc hẹn hò đó. Em không từ chối anh được đâu. Anh đang đứng trước cổng rồi nè. Ê, ai đẹp trai quá vậy? Tại vì nghe nói bộ nó giàu lắm. Chứ gì nữa, chắc là nó rồi. Ê nhóc, mày nhớ tao chứ? Anh là ai? Tao nè. À, anh là người đụng tôi hôm trước đúng không? Sao? Kiếm tôi có chuyện gì? Dạ đi nghe khùng với tao hả? Mày là cái thằng bữa trước chở con Mén. À không, chở con Trang Phạm trốn khỏi tao đúng không? Anh nói gì tôi không hiểu. Trang Phạm nào? Đây, con nhỏ này nè. Tôi không quen người này.
Mày sao sao tao quỷ diệt mày liền nha. Xin lỗi anh, tôi có việc đột xuất nên không đi ăn cùng anh được. Hẹn anh dịp khác nha. Đây đúng là tư liệu quý giá mà. Sao? Cái này giá bao nhiêu? Đương nhiên là vô giá rồi. Quan trọng á, chị làm cho Trang Phạm sáng với mạng xã hội là được. Coi bộ con nhỏ đó cũng đắc tội không ít với em ha. Ủa? Thì chẳng phải chị cũng ghét nó hả? Chị đâu ghét nó. Chị chỉ là không ưa mấy đứa sống ảo. Những đứa như vậy nha, đang là thần tượng một số người, ảnh hưởng tới giới trẻ nhiều lắm. Ok, nếu như chị nói vậy thì em yên tâm gửi clip cho chị rồi. Bị người ta bóc phốt không? Bóc phốt gì? Chú không biết gì chứ hả? Cô ấy á, sống trên mạng ảo lắm. Nào là khoe là đồ hiệu nè, khoe sống sang cảnh nè, khoe có hiếu gia đồ này nọ. Mà mới hôm bữa đây nè, có người ta là nói là cổ sống trong khu ổ chuột, có nghèo khiếp xác luôn. Chắc không đó. Nhiều khi người ta đi đâu rồi sao? Ủa thiệt mà, người ta quay lại cảnh đi vô trong nhà mà nhìn giáo giác thấy ghê lắm chú. Ủa mà chú Minh, không biết nhà hàng mình nó có bị ảnh hưởng gì không chú? Mấy ngày trước á, cổ còn review nhà hàng mình á. Dường nó tính sao đi, bây giờ mang đồ ăn lên cho khách để khách chờ. Dạ. Chú, nội con mà biết chuyện này chắc lớn chuyện quá. Chuyện gì thì chuyện, trước mắt cứ hoàn thành tốt công việc hiện tại đã. Đứa trẻ hạnh phúc thì được tuổi thơ chữa lành cả đời. Con mén này nó nghĩ là nó khôn lắm thì dùng cả đời để chữa lành tuổi thơ. Mày ngu lắm mén. Mày nghĩ là đất Sài Gòn này đủ rộng để mày trốn được tao à? Trời, em không ngờ đại ca còn mê mén dữ vậy. Mà giờ em thấy cái bộ đại ca không có giới tới nổi nó đâu. Ý mày là sao? Tao không được mê nó. Vợ tao không được mê luôn. Vợ hụt thôi, đại ca nói hoài. Cưới hỏi đàng hoàng hụt là sao mày? Uống rồi chở tao đi công chuyện. Không được đâu, em đang bị trọng thương rồi, không có chở được đâu. Còn không, đại ca chở đi. Trọng thương rồi hả? Ôi chà, ta làm sao đây? Ôi, bác sĩ nói em là phải cử bia rượu á, mà nể đại ca lắm, em mới nhậu đại ca. Ê, dữ à? Ê, đau, 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 đau
đâu có xào được ca đâu. Ôi cha, ôi cha, đau dữ ha. Có tí xíu gì diễn với tao hả mày? Tao là đại ca của mày nha. Sao xạo tôi giết mày liền đó. Đi. Bây giờ ai chở? Ai chở không? Đại ca nhậu vô, đại ca cầm quá. Mốt nghỉ nhậu. Mua cái gì chú Công? Lấy tôi 5 gói mì với bà xúc xích. Dạ. Bà đâu rồi bà chú? Cậu mua cái gì? Mua gì đâu. Ví dụ mà bữa hỏi chị hai cha con nhỏ kia hả? Chị chỉ qua khu nhà giàu. Qua đó tìm hoài không thấy. Đã vậy còn bị bảo vệ chửi nữa. Rồi sao? Còn sao gì? Tôi nói thiệt nha. Tại vì nghe mọi người trên mạng nói á, là quay clip thấy hai cha con đi ra vô đây nè. Biết thiệt cũng vậy. Không, tôi không biết. Sao quay? Nhìn kỹ làm tôi một cái nè. Đây nè, hai cha con này nè. Không, tôi không biết. Chưa nhìn gì hết, nhìn kỹ lại nhìn tôi một cái. Tôi ở xóm này bao nhiêu năm, ai ra vô tôi không quen mà. Chán thiệt chứ. Chú nè. Bao nhiêu tiền cho cô? 40 ngàn. Mà nè, tôi thấy hai người đó giang hồ quá, nên tôi không có chỉ. Chú cũng cẩn thận nha, tôi không muốn làm ảnh hưởng tới hàng xóm xung quanh đâu. Cảm ơn cô. Cô tốt quá. Con nghe nè ba. Con đang ở đâu vậy? Ừ, con đang ở nhà. Ủa sao vậy ba? Mà ba đi đâu vậy? Nè, nghe ba dặn nè. Con ở trong nhà, đừng có đi ra ngoài nghe chưa? Tụi thằng Vinh, nó đang quằn quằn ở xóm mình á. Con nói với bà chủ trọ á, nói là cha con mình không có ở đây nha. Để ba đi tìm khu trọ mới ba ở. Dạ. Thôi nghe. Ba cũng cẩn thận nha ba. Ừ, ba đi à.